Trong cái video ngày hôm nay, trong cái nội dung video này thì em Dương sẽ chia sẻ cho tất cả quý bà con cái cách hướng dẫn bà con cái cách là cắt tỉa cành cây bồ kết để làm sao là mình tạo tán cho cây bồ kết cho bà con nhé. Thì đối với một cái cây bồ kết anh em đang đứng cạnh em đây thì là cây này em mới trồng được thời gian là khoảng hơn 7 tháng thì cây nó cũng đã bén rễ và cây đã phát triển khá là đẹp. Đấy, thì là hiện tại bây giờ mình sẽ cắt ngọn đi để nó phát ra những cái lộc, những cái tán mới như này để cho cái cây của mình nó dày nhiều những cái dăm cành, nhiều cành thì sau này các bác sẽ thu hoạch được nhiều hơn và tán nó sẽ sum hơn nhau nhé. Thì về cái cách cắt cành thì là đầu tiên ví dụ như là một cây khi mới các bác trồng lên thì nó có hai nhánh như này. Nếu mà nó có một nhánh đầu tiên là đây là em sẽ hướng dẫn cách cắt cành lần hai. Còn lần một thì là em đã cắt, ví dụ đây là cái đây quay cho bác xem nhé. Đây là cái mắt ghép này. Đấy, dưới mắt ghép thì có gai này, phần thân thực sinh có gai này, mắt ghép trở lên thì không có gai này. Khi mắt ghép nó đã bật được tầm 40cm thì em sẽ cắt một phát ở đây. Đấy, và nó sẽ chẽ ra là được làm hai nhánh như này, hai nhánh như này. Thế sau đến thời điểm bây giờ là nó cao lên rồi thì là tùy theo các bác là muốn để tán cao hay là tán thấp. Đấy, nếu như nhà em đây thì em sẽ để tán cao lên bởi vì bên dưới thì em còn để vườn ươm, để những cây giống bồ kết ở phía bên dưới thì em sẽ không để những cái mầm bên dưới này. Đấy, sau khi những cái mầm này nó ra thì em sẽ vặt bớt những cái mầm này đi ở phía bên dưới này đi và để cho cái tán nó sum lên bên trên nhau nhá. Đấy, thì khi các bác cắt mà nếu mà ví dụ như trường hợp mà một cây mà nó có hai nhánh như này. Đấy, thì các bác sẽ cắt đi một nhánh trước để cho còn cái nhánh này thì mình sẽ giữ lại và để cho lá để cho nó quang hợp chứ mình không cắt cụt đi cả hai nhé. Đấy, thì cây nó sẽ phát triển ổn hơn. Đấy, sau khi mà cái lá của cái nhánh trước mình cắt mà nó ra những cái mầm lá của nó đã già thì là mình sẽ tiếp tục cắt nhánh này. Đấy, tiếp tục cắt nhánh này đi để cho nó phát triển nốt cái nhánh này, nó bật mầm nốt nhánh này. Đấy, và tùy theo các bác mình muốn để cây cao hay là cây thấp mà mình cắt tán cho nó phù hợp cho nhá. Ví dụ đây như cây này là nhà em đã cắt tán lần hai rồi. Đấy, cây này em đã cắt tán lần hai rồi và hiện tại bây giờ nó đang nảy lên được mỗi cành được hai mầm, ba mầm. Thì đối với những cái cây bồ kết ghép mà nó còn nhỏ như này thì mình cũng không nên để quả nhau nhé, bởi vì mặc định cái cây bồ kết ghép ấy, giống của nhà em ấy, thì là khi các bác về trồng là đến mùa là nó sẽ ra quả ra hoa, không cần biết là cây to hay cây bé, cứ đến mùa là nó ra hoa nhau nhé. Thì đối với những cái lượng hoa trên này thì mình không nên đậu quả, không nên để cho nó đậu quả. Đây các bác có thể thấy nó hoa ra khá là nhiều đây, hầu như là đầu chùm nào cũng có hoa nhé, đầu chùm đầu cành nào cũng có hoa. Nhưng mà như này thì sau em lại tiếp tục cắt ở đây. Đấy, với một cành có bốn nhánh như này thì em sẽ cắt khoảng hai nhánh trước, cắt hai nhánh này trước để cho nó nảy mầm lên và nó ra lá dày thì lại bắt đầu tiếp cắt tiếp đến hai nhánh bên cạnh. Đấy, như thế thì là cây nó sẽ có được cái lá để nó thở, nó quang hợp nhau nhé, thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái sự phát triển và sinh trưởng của cây. Đấy, còn cái cây giống bồ kết ở trên nhà rồi vừa nhà em thì hiện tại bây giờ những cái lô cây bồ kết ghép cũng đã lấy những cái lọc mầm rất là đẹp. Đây các bác có thể thấy là nó cũng đã dài được tầm 10cm và cây thì cứng cáp ổn định rồi nhau nhé. Cô bác anh chị nào mình có nhu cầu về cây giống bồ kết ghép hoặc cây giống bồ kết thực sinh, nếu mà các bác ghép được thì các bác phải lấy cây thực sinh. Cây thực sinh nhà em cũng rất nhiều, cũng còn rất nhiều. Em có khoảng 1 triệu bầu thực sinh ở trên vườn đây ạ. Đấy, nếu mà các bác ghép được thì các bác phải lấy thực sinh. Rất mong là có thể chung tay với tất cả quý cô bác anh chị để mình chúng ta có thể là bảo tồn và phát triển cái cây bồ kết này. Nếu cô bác anh chị mình có đất thì các bác có thể nghiên cứu trồng và phát triển cây bồ kết thu trái. Trái bồ kết nó đang mang lại giá trị kinh tế rất là cao. Hiện tại thời điểm bây giờ là đang là giữa tháng 6 nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì các mối hàng đang nùng sục rất là nhiều cái nguyên liệu quả bồ kết, nhưng mà đến bây giờ thì hết rồi. Đấy, phải bắt buộc phải đợi đến tầm giữa tháng 10 hoặc là cuối tháng 11 thì mới bắt đầu có cái quả bồ kết tiếp nha mọi nhé. Bởi vì một năm quả bồ kết nó chỉ ra có một vụ duy nhất thôi. Đấy, sau đó sau khi thu hoạch xong những cái vụ bồ kết thì là mình lại chuyển sang mình cắt cành, mình tạo tán và mình bón phân để cho cây nó bật mầm và nó tiếp tục ra quả cho cái vụ sau nha mọi nhé. Cô bác anh chị có những cái băn khoăn thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi dưới phần bình luận của video này hoặc trực tiếp điện thoại cho em Dương qua số điện thoại em ghim trên màn hình. Các bác nếu mà các bác có những cái gì mà cần gấp thì các bác điện trực tiếp cho em, bởi vì nếu mà các bác nhắn tin ấy, thì nhiều khi là em phải tối em về em mới dép được tin nhắn của bác, thì là nhiều khi lại
lúc đấy các bác lại không cầm điện thoại nữa hay như nào đấy, thì các bác cứ trực tiếp điện cho em Dương, đến lúc nào em cũng cầm điện thoại, rất mong là có thể giao lưu chia sẻ học hỏi với tất cả các bác trên toàn quốc. Em Dương xin phép được dừng cái video ngắn tại đây, xin được gửi lời chào, là chúc sức khỏe tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin chào.